xuất và chế biến nước hoa quả sấy. Và điều tôi sẽ thay mặt cho nhóm của tôi để trình bày một chút về liên quan đến cái phần thông tin của chúng tôi, đó là viễn cảnh của chúng tôi khi mà trong 5 đến 10 năm tới thì sẽ như thế nào khi mà chúng ta tiến hành là thực hiện nông nghiệp sinh thái. Và cái việc này cũng sẽ trả lời cho câu hỏi là tại sao chúng ta nên làm cái vấn đề đó là nông nghiệp sinh thái. Vấn đề đầu tiên chúng tôi có nghĩ đến đó là khi mà thực hiện là nông nghiệp sinh thái thì nó sẽ tác động đến cái gì. Và ở đây chúng tôi đã nhìn thấy là thứ nhất đó là vấn đề về môi trường ạ. Vấn đề thứ hai là liên quan đến kinh tế ạ. Vấn đề thứ ba là liên quan đến chính sách. Vấn đề thứ năm là liên quan đến xã hội và vấn đề thứ năm là liên quan đến kỹ thuật ạ. Và sau đây tôi xin phép được trình bày chi tiết cho từng cái phần mục một ạ. Phần thứ nhất đó là khi chuyển đổi việc là sử dụng nông nghiệp sinh thái thì việc tác động kỹ thuật sẽ như thế nào. Việc sử dụng đó là thứ nhất là việc là chúng tôi có sự thay đổi ở cái công nghệ chế biến để tăng cái giá trị của sản phẩm, giúp cho chúng tôi có những công nghệ có thể bảo quản sản phẩm sau khi thu hoạch tốt hơn, giúp là kéo dài được cái thời gian của sản phẩm của chúng tôi để đi ra các thị trường quốc tế cũng như là nội địa một cách là lâu dài. Đấy là cái hướng của chúng tôi về mặt kỹ thuật. Ngoài ra thì chúng tôi có sử dụng đến những vấn đề như là năng lượng sạch, năng lượng mặt trời. Và các bạn biết rằng là các anh chị biết rằng là cái việc mà sử dụng năng lượng mặt trời trong những sản phẩm mang đi xuất khẩu ấy, thì được đánh một cái dấu cộng rất là tốt cho cái việc đó là sử dụng những năng lượng sạch cho quá trình chúng ta sản xuất, ví dụ như là sấy chế biến hay dùng trong hệ thống tưới tiêu của chính các hợp tác xã. Thì đấy là cái phần mà nhóm chúng tôi còn nói đến ạ. Tiếp đến là chúng tôi có sử dụng đến một số những công nghệ, ví dụ như là sử dụng những vấn đề như là phân bón, rồi là liên quan đến những vấn đề liên quan đến công nghệ chế biến và liên quan đến thuốc trừ sâu hữu cơ để giúp cho cái nông sản của chúng tôi được sạch và đảm bảo chất lượng trước khi nước ngoài như là phục vụ cho nội địa. Tiếp đến đó là tôi có trao đổi thêm một phần nữa là mục thứ hai, đó là khi mà sử dụng đến việc đó là nông nghiệp sinh thái thì sẽ tác động như thế nào đến môi trường. Vấn đề thứ nhất đó là môi trường của chúng ta sẽ được kiểm soát hơn, như là nguồn nước của chúng ta sẽ được cải thiện cũng như là được chăm sóc một cách tốt hơn, chúng ta không bị nhiễm động trì oxy gen. Mà nghĩa chính thức rằng là khi chúng ta là xuất khẩu ra nước ngoài, chúng ta sẽ test qua những đơn vị test như là SGS hay là Eurofin, thì qua cái bài test thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là được trì được oxy gen trong sản phẩm của chúng ta như nào, và chúng ta sẽ biết rằng là hàng ngày chúng ta ăn những sản phẩm đó chúng ta đang nấm những chất lượng của cơ thể như thế nào. Đấy là cái lý do mà trực tiếp đến con người ra sao. Thì tôi mong rằng là với những cái sự tác động đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, và chúng ta sẽ có cái hướng để chúng ta sản xuất làm sao để đưa chính bản thân ta và những người trong xã hội để có thể đảm bảo vấn đề môi trường. Và ngoài ra thì khi mà vấn đề bảo vệ môi trường tiếp theo đó là cái vấn đề không khí ạ. Không khí khi mà chúng ta chuyển đổi sang là nông nghiệp sinh thái thì cái vấn đề như bạc màu hay là không khí trong lành hay là những vấn đề về xói mòn đất thì cũng được cải thiện hơn. Đấy cũng là cái tiếp đến đó là vấn đề về lĩnh vực kinh tế. Khi mà chúng tôi tiến hành là triển khai nông nghiệp sinh thái thì giá trị sản phẩm chúng tôi tăng lên. Trước đây chúng tôi đi sang thị trường Trung Quốc hoặc là thị trường Ấn Độ, giá trị chúng tôi là chỉ như thế này ạ. Anh chị có thể tưởng tượng là chúng tôi sẽ bị chèn giá và áp sát giá đến mức như thế này, gần như là biên độ lợi nhuận của chúng tôi rất là thấp luôn. Nhưng nếu chúng tôi làm nông nghiệp sinh thái và chúng tôi có cái công tác như là theo tiêu chuẩn là Global GAP hay là tiêu chuẩn là UFDA hay tiêu chuẩn BO của châu Âu, thì chúng tôi đi vào thị trường châu Âu ạ, cái giá của chúng tôi là trong như thế này ạ, cao hơn rất là nhiều. Như thế này thì người dân chúng ta muốn làm không ạ? Bản thân tôi cũng không muốn làm vì giá chúng tôi tốt, và cái việc chúng tôi xúc tiến ra thị trường cũng rất tốt, thương hiệu chúng tôi mang đến thị trường cũng rất là tốt. Vậy tại sao chúng tôi làm ạ? Đúng không ạ? Đó, thế thì đấy là cái việc mà chúng ta nhìn thấy là không chỉ tăng về giá trị sản phẩm mà nó còn tăng về giá trị thương hiệu của Việt Nam mình đi sang thị trường quốc tế. Thế cần tiếp theo là liên quan đến vấn đề chính sách ạ. Vậy chúng ta muốn làm như vậy thì chính sách chúng ta sẽ phải như thế nào? Chính sách của nhà nước, chính sách của tỉnh Sơn La sẽ phải như thế nào để kêu gọi những nhà đầu tư, những nhà máy lớn có thể vào đây để có thể là phát triển những hệ thống nông nghiệp sinh thái, tăng cường chế biến để sang chỉ phục vụ cho nội địa và xuất khẩu ạ. Thế thì chúng tôi sẽ cần những chính sách là chính sách kêu gọi đầu tư ạ.
chính sách quy hoạch, chính sách quy hoạch cho từng vùng nguyên liệu, và nhất là cho cái việc đó là xây dựng những cái vùng nguyên liệu và điểm mạnh để chúng tôi có thể gọi là đánh bác vùng trồng để chúng tôi có thể cung cấp cho cái xuất khẩu của mình. Đây là một cái chiến lược cũng như là một cái chính sách mà chúng tôi rất mong muốn được thực hiện. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn những chính sách hỗ trợ như là xúc tiến thương mại, như là những hỗ trợ quốc tế, những hỗ trợ nội địa. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thể tiếp cận đến khách hàng một cách tốt hơn. Và ngoài ra là các đơn vị quốc tế cũng sẽ biết đến Việt Nam là những đơn vị có sản phẩm chất lượng cao đi ra vào thị trường quốc tế ạ. Và sẵn sàng là chúng tôi có thể làm được, đúng không ạ? Và một nội dung nữa là khi mà chúng tôi sử dụng đến cái việc đó là đảm bảo vấn đề nông nghiệp sinh thái thì chúng tôi sẽ tác động xã hội. Và cái tác động xã hội này chúng tôi có gì ạ? Xanh, sạch, an toàn và bền vững ạ. Đây là những thông tin mà rất nhiều anh chị đã nghe đến nhưng mà thực hiện thì chúng ta thấy rất là khó khăn, đúng không ạ? Nhưng mà bản thân khi mà chúng ta thực hiện những cái việc này thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, không ạ? Những người nông dân bây giờ đi trồng ở ngoài vườn của chúng ta trực tiếp phun thuốc trừ sâu có hại thì có trực tiếp đến hàng sức khỏe của chúng ta không ạ? Có ạ. Vậy chúng ta làm những cái sản phẩm phun bằng cái thuốc trừ sâu hữu cơ hay dùng phân bón hữu cơ thì bản thân chúng ta là người trực tiếp tương tác với việc là cách tác đấy, chúng ta đã bảo vệ sức khỏe. Vì vậy nên là tôi kêu gọi rằng là chúng ta hãy hướng làm sao để làm nông nghiệp sinh thái để bảo vệ cho chính bản thân chúng ta và thế hệ con cái chúng ta sau này. Bởi vì chính những các bạn đấy là sẽ là người thừa hưởng và những người đấy là những người chịu những tác nhân trước đây của chúng ta. Vậy chúng ta nên kinh doanh có trách nhiệm của xã hội ạ. Đó. Thế thì đây là những phần mà chúng tôi có đưa ra và chúng tôi có hướng đến là khi mà chúng tôi làm những điều này, chúng tôi có tiền rồi, chúng tôi có chi phí rồi thì dẫn đến thế nào ạ? Tệ nạn không thời gian nữa, bởi vì lao động nông dân của chúng tôi có công ăn việc làm đầy đủ rồi, chúng tôi không bị phân biệt giữa nam nữ, vẫn không bất bình đẳng nữa và chúng tôi có thể đảm bảo được rằng là cái việc đó là an sinh xã hội cho mọi người. Thì là thì bài của tôi ạ. Xin hết ạ. Vâng ạ, tôi lại để nói một câu nữa là tôi rất tự hào về nó, đặc biệt là tự hào về cô gái này. Và cái phần trình bày của chúng tôi thì nó sẽ có thêm